Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hello. Hôm nay mình và em mình sẽ thực hiện một cái thử thách có tên là Dạ Dày Vương. Thử thách này như sau. Mình và em mình sẽ thấy ăn tô mì quảng siêu to khổng lồ nè các bạn. Chị đây, chị đi, chị đi. Đó. Trong video đó. Nhưng mà thật sự nó rất bự nha. Trong mì quảng này bao gồm cho tô mì quảng này bao gồm 1 ký mì quảng, gà nè, á lộn, ở đúng rồi, tô 2 ký gà thì có 1 ít gà đó. Các bạn có thấy không, lấy giữa quay cực cả cái gà tan không á. Rồi cái này là rau ăn kèm á. Mì quảng này là rất là đặc biệt nha. Chả này đi, cái chả này đi, này tự nấu cho mà đi mua. Đúng rồi, mì quảng này hàng ta là tự nấu hay mấy nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ nước dùng vô cái tô mì của mình. Đó. Cái này là mẹ mình nấu gì? Ngon lắm các bạn. Hai tô luôn. Hai tô. Mình sẽ quay cận cảnh cái tô mì cho các bạn xem nhìn đây. Hai tô chia đều ba nè. Ở dưới đây là bao gồm 1 ký mì. Đó. Đây phải bằng à. Thấy không? Đây bằng các bạn à. Gần 4 tô bình thường á. Để tăng độ tính của thử thách hôm nay á thì mình và em quyết định cá cược là ai mà ăn thắng, ai ăn hết cả nước nghe, hết cái tô này trước á thì sẽ được 1 triệu đồng. Có nghĩa là mỗi người 500 á. Ủa giờ là 500 nghìn. Ủa giờ là 500 hay 1 triệu. Nó là miền tài trợ. Thắng thì được 500 nghìn. Đó, phải ra đây. Phải có tiền trước. Tiền này trước là khôn gì vậy, nó mới gây cứng. Ăn thôi. Nhớ là phải ăn sạch cái nước nha. Mì quảng là Đà Lạt đó, nó rất là đặc biệt, nó giống những chỗ khác là nước ít hơn. Đang đi ăn cơm rồi. Lấy xin ạ. Nếu mà các bạn coi video này nửa đêm thì có đói thì chắc mình nhé.
cống thì nó có cống đúng không? Cái ăn vô là nó trôi rồi đâu ra. Ăn thịt thì ăn được mấy tí. Mình không sao được. Mình biết là dạ dày, nếu mà mình tập ăn hàng ngày á thì nó có thể nở ra được. Nhưng mình nở mà ăn một tí bún hoặc là ăn dạ dày thì nó mình thôi, đúng vậy thôi. Dạ. Thì không phải ăn thì ăn đó. Ừ. Ừ. Ừ.
Ba cái bạn ha.